Chào lại tất cả anh em ha. Hôm nay mình mới làm xong cái con máy cào bê tông. Máy cào bê tông này là làm cho ông anh ở ngoài Ninh Thuận. Anh đặt hàng cả tuần nay mới làm xong rồi. Nay mình quay sẵn giới thiệu cho anh em xem với lại cho ông anh xem luôn. Đó. Mình nói cho nhanh ha, con máy cào bê tông này làm theo yêu cầu. Cái kích thước của nó là anh em nhìn ha, cái bề ngang của nó, bề ngang cái bàn cào bê tông là nó 1 mét, đúng 1 mét, đúng 1 mét. Còn cái cặp bánh là cặp bánh lồng nè, anh em thấy mình làm là gia công rất là tỉ mỉ, rất là chắc chắn. Đây. Đó, sắt dày 6 ly anh em thấy không? Nó bánh lồng này đi trên bê tông này kia là không có sợ nó siêu dẻo. Nó đi bên đi làm bê tông nó khác hơn đi ở đồng ruộng ha, nó phải cứng cát hơn. Là cái bánh này thì bề ngang của nó là 7 tấc rưỡi, còn cái bàn cào là 1 mét. Đó. Còn máy là máy này là máy Nhật nha anh em, toàn bộ máy số là Nhật, chỉ là cặp bánh với lại bàn cào là mình gia công mình làm thôi, chứ còn tất cả là đều của Nhật hết. Ông anh ông đặt cái dòng máy này, dòng máy hệ máy máy whip OHQ 6 người rưỡi. Đó, con máy này thì mình bán là tại tại cửa hàng thì cái giá nó là 15 triệu. Đó, anh em mua máy phải biết cái đời máy với dòng máy ha, chứ nhiều khi mình mua nha hay là mình làm nhiều khi chúng nhầm mấy con máy cổ là về mệt lắm. Số nó thì đây, một số lùi 3 số tiếng. Máy này thì xài chắc chắn luôn. Anh em mua máy đời mới thì một là nó ổn định, hai là cái sức mạnh của nó rất là ổn định. Đó. Còn thứ ba nữa là nó ít ăn xăng, nó tiết kiệm xăng giống như xe vậy đó. Xe đời càng cao chạy càng ngon, chạy ổn định mà nó không có ít hao xăng hơn mấy con cổ. Đó, mấy máy cổ thì mình mua máy mình phải biết, chứ lại là tùy cái người bán thôi. Người bán thì người ta làm ăn đâu đó đàng hoàng thì ai cũng vậy thôi, nếu mà ta nói máy nào thì ta làm máy đấy cho anh em. Đó. Rồi thì để mình khởi động máy cho anh em tham khảo. Chạy tới chạy lui trong này hẹp quá, biết có quay được không. Máy chạy rất là chạy nè, mình vô số lùi nè. Này số 1 tới số lùi. Ngắt con. Tiếp tục. Đó. Tới lùi. Còn quay đầu. Mình vô số 1 chậm thôi, mình quay đầu cho anh em. Bóp con quay đầu ha, quay đầu nó rất là nhẹ nhàng đó. Có số 1 đó, đi lại dài lại dài. Còn anh em muốn nhanh thì anh em cứ tăng ga tăng số thì kia thôi, chứ không có gì thì nó đại khái nó là vậy.
Máy chạy êm ru luôn. Tắt máy đây. Rồi anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì gọi lại, còn con máy này thì mình lấy mình nói rồi ha, mình bán cho làm theo cái đơn đặt hàng cho ông anh ở ngoài Ninh Thuận rồi. Thôi chào tạm biệt anh em ha, có gì anh em muốn đặt thì loại nào đó, muốn rẻ mắc, muốn cao giá thì kia, thì nó quan trọng cái hộp số với động cơ thôi. Còn máy cái dàn cào bánh rồi cũng y như nhau thôi. Nó mắc hay rẻ là do động cơ với lại hộp số cái sườn á. Rồi chào tạm biệt anh em ha.